Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay thì Linh sẽ quay trở lại với một video unboxing một mớ sản phẩm mà Linh vừa mới nhận được. Kể một cho mọi người nghe là sáng nay ngủ dậy và sờ đến các cái lọ dưỡng và lọ xịt khoáng của Linh thì hết rồi. Thế là lên Shopee để mua lại cái xịt khoáng và cái lọ Mineral 89 vô cùng nổi tiếng này của Vichy. Thì thấy Vichy đang có Super Brand Day chạy từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 5 và đang sale rất là nhiều. Thế là Linh đã khô luôn một mớ và Linh chắc vừa nhận được hàng và Linh đã quyết định là quay một cái video unbox cho mọi người để xem là Linh đang mua những sản phẩm gì của Vichy nha. Đầu tiên thì có lẽ là cái cặp đôi này là cặp đôi mà Linh đã mua và sử dụng không biết là bao nhiêu lần, và Linh cũng đã giới thiệu cho mọi người cũng như là khuyến khích những bạn nào mà da mình bị mụn, da mình bị khô, da mình bị nhạy cảm thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm này. Đó là cái dòng sản phẩm có cái màu vô cùng là mát này, gồm có một loại xịt khoáng mà vô cùng là hot hit và nổi tiếng và huyền thoại của Vichy cùng với cả em Mineral 89 này rồi. Thì có lẽ là những bạn nào mà xem video của Linh thì đều biết là Linh rất vô cùng là yêu thích hai sản phẩm này, và để tôi vừa phải mua ngay bởi vì là lọ xịt khoáng cũng như là cái lọ Mineral 89 của Linh đã bị hết mất rồi. Và mùa này thì không thể sống thiếu một lọ xịt khoáng được. Đó, kể tiếp cho mọi người nữa, đó là bởi vì thời gian gần đây da của Linh ấy chắc là do là thời tiết nó quá nóng này, nó cũng thay đổi vì cứ chiều thì mưa, ban ngày thì quá nóng, mà cái phòng của Linh thì lại vô cùng là nóng nữa. Thế nên là mặt mình tự nhiên bị nổi mụn, mụn ở trong mũi khá là đau, rồi là bị nổi một vài những cái mụn ở trán nữa. Mà thường thì ít khi Linh bị nổi mụn lắm, từ đợt này thì lại bị nổi mụn. Thế là Linh đã mua thêm hai cái sản phẩm mà dành riêng cho da mụn mà Linh cảm thấy là Linh cần, bởi vì là những cái mà bôi treatment vào trực tiếp những cái chỗ bị mụn ấy thì Linh có rồi. Linh chỉ cần thêm một cái sản phẩm mà kiểu là kem dưỡng mình giúp cho da mình là chống được lại cái bọn mụn đáng ghét đấy thôi. Thì Linh đã tìm hiểu thêm và mua thêm em này. Em này có tên tiếng Pháp rất là khó đọc, nhưng mà Linh sẽ đọc cái tên tiếng Anh của nó là Double Correction Daily Care. Nó có thành phần của nó có hyaluronic acid là một thành phần dưỡng ẩm, thì đây là kem dưỡng ẩm dành cho da mụn, và có 2% salicylic acid. Thì đó là những cái thành phần mà mọi người biết rằng là rất phù hợp cho làn da mụn và cần một cái kem dưỡng, đúng không nào? Và sản phẩm này là như vậy. Ở trên bao bì thì có ghi là kem dưỡng dạng gel sữa dành cho da mụn, có tác động giúp giảm mụn, giảm khuyết điểm trên da, giúp phục hồi và làm ẩm da. Linh thì trước giờ Linh chưa có dùng những sản phẩm trị mụn hoặc là liên quan đến mụn của Vichy, bởi vì trước giờ với Linh ấy, trong đầu của Linh vẫn luôn nghĩ rằng là Vichy sẽ vô cùng là phù hợp với việc dưỡng ẩm thôi. Và cứ khi nào mà cần một sản phẩm dưỡng ẩm là Linh sẽ tìm tới Vichy. Đây lần này Linh đã thử em cho em Vichy này một cơ hội được Linh thử sử dụng, đó là màu xanh nhìn mát ghê. Lọ như thế này mọi người này, nhìn rất là mát. Focus đây, lọ nó như thế này nha. Rồi, nó là daily care luôn. Và thực ra mọi người biết không, cái trời này rất là nóng và mình cần, thực sự là mình cần, ban ngày mình cần một cái lọ kem dưỡng, mình không có bôi nhiều lớp. Giống như video trước Linh có nói rằng là Linh đang cố gắng là giảm thiểu các bước skincare của Linh xuống, thì cái lọ này sẽ là cái lọ một bước mà Linh vào buổi sáng, tức là Linh rửa mặt sạch xong Linh chỉ dùng cái gel dưỡng ẩm này thôi. Và nó có luôn tinh chất để giúp mình trị mụn luôn. Đây mọi người thấy chưa, nó là dạng gel sữa này, nó dạng gel nhưng mà nó khá là giống một số thứ. Rồi thì đấy, nó thơm, mùi nó hơi bạc hà ra, thơm ấy nhở, thơm mà rất dễ chịu luôn, nó hơi bạc hà một chút xíu nữa để đi xem thành phần của nó có cái gì. Có nước khoáng núi lửa này, có vitamin C và các thành phần thiên nhiên khác. Riêng cái bao bì của nó màu xanh này mình nhìn mình đã vô cùng thích rồi. Ủa, ở trên đây nó còn có những cái tác dụng rất là rõ, đó là nó sẽ giúp trị thâm này, blemish này, trị mụn đầu đen, blackhead này, giúp giảm lỗ chân lông to, enlarge pore này, và cuối cùng là exit sebum, tức là giúp dẹp phiền dầu. Rồi, nhưng mọi người biết thì mùa hè này thì cái vấn đề dầu trên da là một cái rất kinh khủng, đúng không nào? Nên là Linh cũng rất cố gắng để thử xem, cho em này một cơ hội để dùng thử để xem là nếu như nó có thực sự khả năng kiềm dầu. Ồ, cái mùa nó vô cùng thích mọi người ạ.
Rồi, trong lúc review những cái khác thì sẽ đợi cho em đi thẩm thấu lên da để xem là khả năng thấm và cũng như là kiểm dầu em đi đến đâu nha. Rồi, sau khi Linh bôi thì Linh sờ trên da nó sẽ có một cái độ ẩm nhẹ trên da chứ nó không có bị căng kít. Rồi, tiếp đến mà một sản phẩm tiếp theo mà Linh cũng mua cùng với cái đợt này luôn đó, Linh mua một lọ là lọ này là lọ vitamin C mà Linh cũng đã dùng rồi và đã hết rồi, bây giờ tôi lại đi mua lại. Đó là lọ Lip Active Vitamin C Brightening Skin Scaler Corrector Paraben. Rồi, lọ em ấy như thế này, Linh mở cho mọi người coi. Nói chung vitamin C là một thứ mà cứ dùng hoài, dùng hết thì lại muốn mua vì là cảm thấy là nó chống lão hóa được tương đối là tốt, làm đều màu da và đâu đấy là nó rất là phù hợp với làn da của Linh. Thế Linh cứ dùng hoài, dùng ngoài hết, Linh lại dùng. Đây mọi người, cái packaging của nó thì nó sẽ có một cái lọ này là lọ bao nhiêu ml ta? 10ml và một cái ống hút này. Thì mỗi một lần dùng thì Linh chỉ dùng có 1-2 giọt, Linh lấy ra tay và thoa trực tiếp lên da. Cái màu của nó vẫn là cái màu gọi là vitamin C, là màu này là màu cam nhạt, đỏ cam cam. Đó. Cái này thì nó không có bị dầu mà nó cực kỳ là lỏng và nó rất là nhanh và thấm vào da. Mùi của nó không có mùi kiểu thường những cái dòng mà vitamin C nó thường có cái mùi kiểu hơi chanh chanh, hơi cam cam, kiểu hơi fruity một chút xíu, nhưng mà em này thì hoàn toàn là không có cái mùi đấy mà nó là mùi rất là phòng lát. Đây thì đó, Linh thì đấy, cứ lọ này thì Linh là có hôm thì dùng cả buổi sáng, có hôm mình dùng buổi tối, nhưng mà thường thì hay dùng vào buổi sáng là kết hợp cùng với kem chống nắng. Nhắc đến kem chống nắng thì cũng tiện thể thì cũng mua luôn. Em này thì dùng không biết bao nhiêu lọ rồi và bây giờ lại quay trở lại tiếp mua một lọ này của em này tiếp. Lọ này là lọ mà kem chống nắng chống gây nhờn dít dành cho da hỗn hợp, da dầu và nhạy cảm. Nói thật với mọi người là đã dùng rất là nhiều kem chống nắng rồi và kem chống, cứ khi nào mà da mình nó hơi biểu tình một chút xíu, nó hơi cần kiểu phải vừa kiềm dầu mà vừa kiểu không được bị ngứa hay là bị mẩn khi mà kem chống nắng á, thì Linh lại dùng quay trở lại Vichy. Vì trước giờ với Linh thì Linh vẫn rất tin tưởng Vichy về khả năng là dịu, êm dịu với da, vô cùng lành tính và cấp ẩm nữa. Đó, mặc dù cấp ẩm nhưng mà nó vẫn rất là khô ráo nha. Cái này cho Linh review rồi nên không cần phải review lại nữa. Đó, thì toàn bộ những sản phẩm hôm nay Linh mua này, Mineral 89 này, rồi là kem dưỡng cho da mụn này, rồi xịt khoáng này, rồi vitamin C và kem chống nắng, thì toàn bộ Linh đều mua trên gian hàng chính hãng của Vichy tại Shopee. Và từ ngày 18 đến ngày 29, tức là từ ngày hôm nay đến ngày 29 tháng 5 thì đang có Super Brand Day với vô cùng là nhiều ưu đãi. Flash sale, rồi là miễn phí vận chuyển, rồi là giảm giá, và toàn bộ những sản phẩm này đều có mức giá vô cùng đáng ưu đãi. Và chi tiết về từng sản phẩm một, từng deal một thì Linh sẽ để ở phía dưới và mọi người có thể tham khảo và có thể ấn trực tiếp vào đấy để sang Shopee và mua nha. Nếu như mọi người có câu hỏi nào cho Linh về các sản phẩm này cũng như là muốn Linh tư vấn thêm thì có thể inbox trực tiếp hoặc comment ở phía dưới video này. Thì Linh sẽ cố gắng để trả lời mọi người. Mong rằng mọi người yêu thích video này và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Linh và ấn vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi ra video mới nha. Chào tất cả mọi người.